450k là mức giá mình mới bỏ ra để có một bữa All You Can Eat Sushi siêu sang xịn mịn tại nhà hàng Mizumi Westlake, nơi có view bể bơi ngắm trọn hồ Tây cực sang chảnh. Mà thông thường nhà hàng chuyên phục vụ teppanyaki hoặc omakase với mức giá tiền triệu trở lên, nên đây là một menu mà mình nghĩ mọi người không nên bỏ lỡ. Hello, hello mọi người, mình là Tú Anh và đây là kênh ở Hà Nội. Mizumi Westlake là một nhà hàng mình đã ấn tượng từ lâu vì không gian vô cùng sang chảnh, nằm trên tầng 13 nên có thể ngắm trọn được hồ Tây. Và một điểm đặc biệt là ở bên trên còn có cả sky lounge. Tuần có thường hay tổ chức cả pool party, nếu không đặt trước là không có bàn đâu. Ban ngày ngồi đây trông cứ như là resort 5 sao vậy, còn buổi tối chắc là sẽ lung linh lắm đây. Mình thấy chỗ này cực hợp để đi dating luôn á. Quay trở lại với menu All You Can Eat Sushi Roll thì đây là lần đầu tiên mình thấy Mizumi cho ra một menu mà có mức giá hợp lý như vậy. Với 450k mình sẽ được gọi không giới hạn lên tới 6 loại maki, 6 loại sushi nigiri. Các món nóng trong đó có menu cơm cũng lên tới 5 loại và có cả đồ chiên theo kiểu Nhật. Và chỉ cần thêm 300k mọi người sẽ được gọi không giới hạn các loại sashimi bao gồm cá hồi, cá ngừ vây vàng này, cá cam, cá trích ép trứng, bạch tuộc, tôm sú và cả sò điệp. Với những ai yêu ẩm thực Nhật Bản, đặc biệt là sashimi, thì mình nghĩ mọi người nên gọi mức này để có một trải nghiệm trọn vẹn nhất nha. Có lẽ là do hợp khẩu vị cũng như là mình rất thích đồ Nhật và chất lượng của Mizumi quá tốt nên là cả 6 loại maki ở đây thì mình đều thích hết. Ấn tượng nhất có lẽ là miếng maki hình tam giác này đây. Bên trong là rau củ cuộn ăn kèm với sốt nấm truffle vừng. Một điểm mình rất thích tại Mizumi đó chính là quầy bếp mở. Dù không sử dụng teppanyaki hay omakase nhưng mình vẫn có thể dễ dàng quan sát từng công đoạn chế biến của các chef tại đây. Với nigiri thì mình cũng đã kịp thử được một miếng sushi cá ngừ có một phần sốt ở bên trên rất đặc biệt. Không rõ đây là sốt gì nhưng nhờ đó mà miếng sushi có một hương vị cực bùng nổ, lan tỏa khắp khoang miệng luôn. Với menu cơm thì mình khá thích phần cơm tô nõn sốt vừng, ngoài ra còn có cả gà nướng sốt teri, cơm bò Mỹ với sốt yakiniku. À và sốt miso tại đây mình thấy đậm lắm nha, dùng nóng sẽ là ngon nhất. Nói chung đối với mình thì Mizumi là một nhà hàng Nhật cao cấp nhưng giờ đây đã có một menu rất hợp lý và dễ tiếp cận. Menu All You Can Eat Sushi này sẽ được mở bán vào buổi trưa của các ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Nên nếu bạn nào muốn trải nghiệm bữa trưa tại một nhà hàng Nhật cao cấp, không gian sang trọng và view hồ Tây cực đẹp thì nhớ là ghé Mizumi nha.